Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay vô cùng hấp dẫn luôn. Đó chính là trứng chay chiên nước mắm. Món này mà ăn chung với cơm tấm thì ngon vô cùng. Cách làm thì rất là đơn giản và nguyên liệu cũng rất là dễ luôn. Trứng chay chiên nước mắm sau khi hoàn thành có cái phần lòng vàng ở giữa thì béo béo nè. Lòng trắng thì dai dai, mềm mềm và thơm sữa. Sốt nước mắm thì mặn mặn, ngọt ngọt và cay cay. Món này làm rất dễ nhưng mà để ăn cơm thì ngon cực mê luôn nha. Quý cô bác đang theo dõi video, nếu thấy thích món trứng chay chiên nước mắm mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Đây là phần nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có một bịch bột chiên giòn, loại bột mà dùng để chúng ta pha với nước nha. Đây là bột chay mặn đều dùng được. Để làm lòng vàng thì em sử dụng đó là 100g bí đỏ. Em đã gọt sạch vỏ và rửa sạch. Một muỗng canh sữa đặc, một ít tỏi băm, hai muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê hạt nêm chay, một ít nước mắm chay và dầu ăn. Nguyên liệu đã xong rồi đó quý cô bác, bây giờ thì chúng ta làm thôi nha. Bí đỏ đã được làm sạch, bây giờ em sẽ cắt nhỏ và mang đi luộc chín. Nếu không sử dụng bí đỏ, quý cô bác có thể sử dụng đậu xanh không vỏ cũng được. Bí đỏ thì quý cô bác có thể mang đi hấp chín hoặc là mang đi luộc đều được hết trơn. Em đã chuẩn bị một cái nồi nước rồi nè, bây giờ thì cho bí đỏ vào và luộc thôi. Trong lúc luộc thì cho vào đây một chút xíu muối nha. Giờ thì chỉ cần luộc bí đỏ này cho thật là mềm nhừ. Bí đỏ sau khi luộc mềm rồi thì quý cô bác sử dụng một cái muỗng chúng ta tán nhuyễn ra như thế này. Sử dụng bí đỏ thì cái lòng vàng của chúng ta nó sẽ béo béo hơn. Còn nếu thích ăn cái lòng vàng nó bùi bùi thì sử dụng đậu xanh không vỏ thì nó sẽ ngon hơn. Để cho giống cái lòng vàng hơn thì em sẽ cho vào đây một chút xíu dầu điều nha. Rồi bây giờ chỉ cần trộn đều lên nữa là được rồi. Quý cô bác nhìn nè, sau khi em trộn thì nó đã mịn màng như thế này. Trông rất là đẹp mắt. Bây giờ thì đi pha bột để làm lòng trắng thôi. 100g bí đỏ thì em sử dụng 100g bột chiên giòn nha. Tiếp theo là cho vào đây một muỗng canh sữa đặc. Nếu quý cô bác ăn chay không có sử dụng sữa thì mình có thể dùng nước cốt dừa nha. 100g bột thì em sử dụng 80ml nước để cho cái phần lòng trắng nó cứng hơn, nó không có bị mềm quá. Còn nếu quý cô bác thích ăn cái lòng trắng cho nó mềm dẻo dẻo thì có thể thêm vào đây một ít bột năng và sử dụng 100ml nước là được. Sau một lúc khuấy thì phần bột nó đã mịn màng như thế này rồi nè. Bây giờ là chúng ta có thể đi làm trứng rồi đó. Chuẩn bị một chảo dầu. Nhớ là thoa một ít dầu thôi nha. Sau đó thì cho bột vào như thế này. Quý cô bác cứ chế bột vào từ từ. Nhớ là để lửa thật là nhỏ nha. Tiếp theo là để cái phần bí đỏ lên trên để làm lòng vàng.
Rưới lên trên thêm một ít bột để giữ cái phần lòng vàng này nó không có bị bể ra ngoài. Nhớ là quý cô bác chiên ở lửa thật là nhỏ nha, càng nhỏ càng tốt. Chiên đến khi nào mà thấy cái trứng chay của chúng ta nó vàng giòn đều là được. Giờ chút xíu trứng chay này em còn áo qua một lớp sốt nước mắm, cho nên lúc này em chiên nó rất là vàng giòn, để khi áo thì trứng nó vừa phải, nó không có bị mềm lắm. Trứng chay khi chiên xong nó giòn và cứng như thế này nè quý cô bác. Trông rất là ngon luôn ha. Cái mùi nó thơm ghê á. Để làm sốt nước mắm thì em phi thơm một ít tỏi. Nhớ là cho vào đây một ít ớt nữa cho nó cay và ngon nha. Phi đến khi nào tỏi vàng rồi thì cho vào đây nửa muỗng canh nước mắm chay. 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và 30ml nước. Rồi bây giờ thì khuấy đều lên. Đợi khi nào cái phần sốt này nó sôi lên và nó sệt trở lại thì mới cho trứng chay vào và chúng ta chỉ áo nhẹ qua một lớp thôi nha. Trứng chay quý cô bác để vào và chúng ta trở đều. Cho hai mặt trứng đều thấm đều sốt nước mắm. Sau đó thì chúng ta vớt ra liền. Trứng chay sau khi áo lớp nước mắm xong thì quý cô bác xếp ra đĩa. Trên đĩa thì quý cô bác có thể trang trí dưa leo nè, cà chua, xà lách và các loại rau khác cũng được nữa. Trước thì mình trang trí, sau thì mình dùng chung với trứng luôn cũng rất là ngon. Trứng khi hoàn thành trông rất là bắt mắt, có mùi thơm, khi ăn thì vị mặn ngọt và cay cay, lòng trắng thì dai dai, mềm mềm, thơm sữa, còn lòng vàng thì béo béo, rất là hấp dẫn luôn á quý cô bác, món này ăn cơm rất là ngon. Xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha, còn bây giờ thì video của em đã hết rồi, cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé, cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay xin hãy bấm đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.